Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả những tình huống và những bàn thắng đẹp ngây ngất đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ. Và các bạn cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Có thể nói, thủ môn là một vị trí vô cùng đặc biệt trong bóng đá. Chính vì thế cho nên những hành động cũng như các pha xử lý bất thường của người canh gác khung thành luôn nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những điều thú vị xung quanh vị trí thủ môn qua những lần nổi nóng cũng như các bàn thắng mà họ đã ghi được trong lịch sử túc cầu nhé. Trong pha bóng này, David De Gea đã cho chúng ta thấy anh cũng là một người chơi hệ chiến vô cùng luôn. Có vẻ như tình huống De Gea cố ý câu giờ đã khiến tiền đạo Alexander Mitrovic của Fulham cảm thấy nóng mắt. Và thế là họ đã lao vào nhau và để trao những lời yêu thương. Thủ thành số 1 của Man United cũng chẳng phải tay mơ khi gâng người lên, thậm chí là bóp cổ Mitrovic khiến Phil Jones và Smalling phải xông vào can ngăn. Và hai chiếc thẻ vàng kia đều dành cho hai nhân vật chính là kết thúc cho pha ẩu đả không đáng có này. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Hãy tưởng tượng bạn đóng vai trò là một thủ môn. Nếu như bạn nghĩ đội mình bị thổi một quả penalty sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR là một điều cay đắng nhất quả đất, thì xin hãy bình tĩnh, bởi vì việc cản phá được cú sút đầu tiên nhưng lại bó tay trước pha đá bồi ngay sau đó mới chính là nỗi đau xót xa nhất mà một thủ thành phải đón nhận. Vì thế hãy hiểu cho màn phẫn nộ đến độ muốn xé cả quần ra như thế này của Pepe Reina. May mà chất liệu may quần là vô cùng tuyển, chứ nếu không chắc thủ môn người Tây Ban Nha lại lên báo vì lộ cảnh nóng ngay trên sân mất. Steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning. Thủ môn gây hứng với cầu thủ đối phương thì là chuyện không có gì là lạ, nhưng mà một người gác đền lại định choảng nhau với chính đồng đội của mình thì đúng là một sự kiện hiếm có. Trong trận đấu Tottenham tiếp đón Everton trên đường trở về phòng thay đồ sau khi hết hiệp 1, Hugo Lloris từ xa đã chạy đến đẩy Son Heung-min ngay trên sân. Son như bị giật mình vì sự hung hăng của thủ môn đội trưởng. Tuy vậy, tiền đạo người Hàn Quốc ngay sau đó sững cồ và định lao trở lại ăn thua đủ với Lloris. Một hình ảnh thật đáng buồn đối với các cổ động viên của gà trống, nhất là khi cả Hugo Lloris và Son Heung-min đều là những trụ cột đóng vai trò quan trọng bậc nhất của đội. Nhìn họ đều như muốn ăn thua đủ với nhau, trái tim tôi đau quá men. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Bitten logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Pop it, bitten hot shit. I'm dropping. Nếu để nói về các thủ môn hệ hỏa trong lịch sử bóng đá, làm sao chúng ta có thể bỏ quên ông tổ bàn búa rìu Oliver Kahn được? Chuyện là vào năm 1999, trận Bayern Munich hòa Dortmund 2-2, Oliver Kahn nổi điên sau một tình huống bắt bóng bổng. Anh cố tình xông phi thẳng vào tiền đạo Stefan Čabušić. Tiền đạo của Dortmund đã tránh được cú đá ghê rợn ấy, nhưng đồng đội của anh thì không may mắn như thế. Kahn sau đó đã cắn cổ Heiko Herrlich trước khi khép lại buổi biểu diễn máu me của anh bằng một cú véo tai ra trò với Andreas Moeller. Huấn luyện viên bảo rằng chúng ta nên cắn đối thủ và tôi đã cố gắng làm điều ấy với toàn bộ tâm huyết, Kahn tỉnh bơ giải thích.
but I'm waiting till I'm chose. Run, well, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Tình huống Kepa Arrizabalaga quyết bực thuyền trưởng của Chelsea khi đó là Sarri bằng được để nhất quyết không chịu thay người, nó đã trở thành một câu chuyện huyền thoại. Cũng kể từ đó, thủ thành người Tây Ban Nha được kim luôn chức danh huấn luyện viên đầy quyền lực tại Chelsea và trở thành gương mặt quen thuộc trên các diễn đàn trôn bóng đá. Kể từ đó, chúng ta có một cái tên hiên ngang bước vào ngôi đền trôn huyền thoại, huấn luyện viên Kepa. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. Một bàn thắng kiểu xe đạp chổng ngược ư, nó là một siêu phẩm đó. Nhưng tác giả của bàn thắng đó là một thủ môn sao? Thế thì nó lại là một vụ nổ siêu to khổng lồ luôn rồi. Chắc hẳn khán giả theo dõi trận đấu này vẫn chưa thể hết bàng hoàng khi anh chàng thủ môn với bộ trang phục tím mộng mơ đã có cú bắt vô lê phải nói là vô cùng hoàn hảo để trực tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số. Phải nói là xem đi xem lại vẫn thấy nó thật đã con mắt quá đi anh em à. Nếu để nói về các bàn thắng của thủ môn, có lẽ không có pha lập công nào nó mang một ý nghĩa quan trọng như bàn thắng của Alisson Becker ghi được cho Liverpool trong mùa giải vừa qua. Cú đánh đầu đầy cảm xúc vào phút bù giờ cuối cùng của thủ thành người Brazil vào lưới West Brom. Nó không chỉ đơn thuần là giúp Quỷ Đỏ vùng Merseyside có được trọn vẹn 3 điểm mà còn gần như trực tiếp mang tấm vé tham dự Champions League trở về lại tay Liverpool. Nói không qua khi bàn thắng để đời đó của Alisson đã cứu cả một mùa bóng mà đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp bị chìm trong khủng hoảng vì bão chấn thương. Thường thì thủ môn phải lên tham gia tấn công khi đội nhà vẫn đang bị dẫn bàn và trận đấu đã trôi về những phút giây cuối cùng. Mọi thứ đều trở nên gấp rút và sự chính xác được đặt lên tối đa. Ấy thế mà anh chàng gác đền này khi dâng lên tham chiến vẫn đội nguyên cái mũ lưỡi trai, thế nó mới oách. Mà điều kỳ diệu đã xảy ra khi bất chấp phải đội mũ, thanh niên này vẫn có pha đánh đầu cực chuẩn để mang đến niềm vui sướng vô bờ bến cho các câu lạc bộ, đồng thời tự ghi tên mình vào lịch sử. Ta nói trông anh giai ghi bàn nó thật ngầu quá đi. Nhắc đến vị trí thủ môn, chúng ta phải công nhận rằng Peter Schmeichel thực sự là một huyền thoại. Những năm tháng chơi bóng đỉnh cao tại Man United, thủ thành người Đan Mạch đã khiến cả thế giới bóng đá phải nể phục. Không chỉ có những pha cứu thua xuất thần, Schmeichel còn là một tay săn bàn cười khôi. Mùa 1995-1996, MU dự UEFA Cup và gặp Roto Volgograd ở vòng 1 trên sân nhà. Người đỏ bất ngờ bị thủng lưới hai bàn chỉ sau 24 phút, tuy nhiên Bosco đã rút ngắn còn 1-2 ở phút 59. Và tới phút 88, điều thần kỳ đã xảy ra khi thủ môn Peter Schmeichel đã bật cao đánh đầu gỡ hòa hai đều từ quả phạt góc của Ryan Giggs. Lạnh lùng và đầy vẻ đẹp trai, đó chính là những mỹ từ để miêu tả Begovic. Sau khi cựu thủ môn Chelsea đã có pha lập công để đời, một cú sút chắc chắn có lực căng nhất quả đất. Khi nó bay từ cầu gôn của Stoke City rồi chui tọt vào mảnh lưới Southampton. Và một bàn thắng để đời không chỉ dành riêng cho Begovic mà còn đi thẳng vào lịch sử ngoại hạng Anh luôn và ngay. Quá là ảo diệu luôn.
Vừa rồi là những tình huống các thủ môn nổi nóng và phải nhận án phạt từ trọng tài, cũng như là các bàn thắng mà họ đã ghi được trong lịch sử bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.